Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hi everyone body. Vâng. Chào mừng các bạn đã đến với em Mizzy trong series bình luận về Galin Server. Dạo này chúng ta gặp nhau liên tục. Anh em đừng thắc mắc là tại sao dạo này nào ra nhiều clip đều đặn thế. Dạo này tôi đang có rất nhiều thời gian, đúng không anh em? Nhiều khi anh em đúng không? Ngày xưa có khi mẹ ra ngày clip anh em đòi hai clip, bây giờ có khi mỗi ngày đều ra hai clip, anh em đòi đến ba clip thì làm sao, đúng không? Cuộc sống đúng là con người rất nhiều lòng tham và bây giờ rất khó để chiều chuộng anh em theo bất kỳ một cách nào cả, đúng không? Khó chiều lắm anh em ạ. Chúng ta cùng quay trở lại với Pikachu Server. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau ở server Nhật nha anh em nhá. Nick này là nick em Minzy. Ngày trước thì thỉnh thoảng vẫn hay dùng để livestream, dạo này không livestream nữa nên là mang ra thì làm clip bình luận hết. Và những ngày đang ở danh kim cương 1, chúng ta sẽ cùng hướng đến danh kim cương 2 với 149 điểm nữa. Liệu rằng mình có thành công trong việc cho cái nick này lên kim cương 2 không? Chúng ta cùng chờ đợi khả năng công phá cũng như là cái khả năng biểu diễn của em Minzy trước đối thủ đầu tiên đến từ server 202, đó là NG14. Kyo cùng với đó là Mr. Big kèo đấu BO1 lựa chọn này, chúng ta sẽ lựa chọn ai? Trong chế độ pick thẻ này chúng ta sẽ có 8 round tất cả, đúng không? Đúng như kiểu trận chiến thật. Mr. Big thì các bạn, mặc dù Kyo có tăng đam, có giảm nộ, có thiêu đốt, nhưng mà tôi lựa chọn Mr. Big chỉ vì một cái giảm độc chiêu mà thôi. Diamond cùng với Rio, hai võ sĩ này xét về tất cả mọi yếu tố đều cân bằng nha anh em nhé. Mà Rio nó sẽ hơn ở cái thứ nhất là gì nhỉ? Hơn ở cái tuyệt kỹ giảm công là một này, hơn ở cái thứ hai nữa là nó có phản đòn, nên là đó sẽ lựa chọn của mình. Cho slot tanker nó sẽ tốt hơn Diamond một chút nha. Kèo Ochi với Kula nó cũng là vậy anh em, nó cũng thả sàn như vậy, một bên thì hiệu ứng, một bên thì rút ta. Nymed Gisi cùng với Guenico, chẳng có lý do gì để mình lựa chọn Guenico này cả. Bên kia có cụ, một kèo đấu nó khá cân bằng khi mà có hai cụ ở đây. Chính xác là chúng ta có đến hai cụ ở đây trong kèo đấu này. Cụ nào sẽ lợi hại hơn so với cụ nào? Google là chúng ta bỏ. Cụ nào sẽ lợi hại hơn? Thật sự là mình cũng chưa biết là cụ nào sẽ lợi hại hơn đâu. Bắt buộc là phải hai cụ ở đây trong hai tình huống này. Thằng bên kia cũng phải cho cụ vào và mình cũng phải cho cụ vào thôi, đúng không? Một cụ đến từ Nam Trần Bá Vương, một cụ đến từ một làng quê hẻo lánh. Liệu rằng cụ nào sẽ thịt cụ nào? Không mang gì nhở? Không mang cụ rùa vào. Thế nhiên là hơi sai đấy. Đằng này mà không mang cụ rùa vào thì mình có một cái cảm giác nó hơi sai đến từ thế nhiên này anh em ạ. Mang cụ rùa tơn sau à? Muốn mang cụ rùa tơn sau à? Đây à? Để mang cụ rùa tơn này, tôi giết luôn cụ rùa đấy, đừng có láo. Nói thẳng luôn, nếu mà mang cụ rùa tơn này, tôi giết luôn cụ rùa đấy, đừng có láo. Mày tỉnh táo vào. Mẹ mày tưởng mang cụ rùa và tơn này, cụ đạo giết. Nam Trấn Bá Vương, sưng hùng sung bá một thời đúng không? Cho xin nộ đẹp. Đánh ngay mết à? Chắc không ngu đánh ngay mết. Đánh ngay mết thật. Đánh ngay mết thật. Kèo này mình có sắp nó luôn không anh nha? Không sắp được luôn đâu. Từ từ nhá. Kèo này bây giờ chúng ta cứ mang những con hàng này vào cho nó chắc anh em ạ. Đúng không? Kèo này chúng ta cứ mang những con hàng này vào cho nó chắc đã. Ê mà Google cũng đủ ý kiến nhờ. Cứ mang những con hàng này vào cho nó chắc. GC đang trong trạng thái miết không chế nên là không sợ gì nha các bạn ấy. Tất nhiên là chẳng lẽ muốn ý định là sắp down mình trong một hiệp với Guenico và cả cụ à? Nó chỉ có một cái ý nghĩ như vậy thôi, một ý nghĩ nó khá là táo bạo. Rồi, một ý nghĩ mà thật sự mình nghĩ là thằng này nó táo bạo quá. Nó không nghĩ là Kyo của mình có thể một sọc chết thằng này à? Thằng này quá táo bạo. Một lối đánh vô cùng táo đạo đến từ thằng server 202 này. Có lẽ là không trải nghiệm sự đời nhiều chăng. Thôi, thế này xong rồi nhá. Còn chưa kể suy yếu đôi nữa chứ. Nhử à? Nhử thế nào được? Nhử thế nào được? Thôi xong. Thôi thế là xong. Tôi đánh mất người yêu. Thế nên đánh thế. Chúng tôi biết làm gì. Đấy quên mất. Mắng này vào đi. Quên anh.
chúng tôi biết làm gì đây? Cụ rùa đi rồi. Cụ rùa đi rồi anh ông giáo ạ. À. Cụ rùa đi rồi. Cụ rùa đi rồi ông giáo ạ. À. Vâng ạ, không những cụ rùa mà đến Orochi cùng với Kyrielic cũng bốc hơi theo cụ. Một tình huống mà sai sách, muốn nhử nháy nhưng mà cái lối đánh nhử nháy nó không trọn vẹn đúng không anh nhỉ? Và chiến thắng dành cho Amin Gi trước đối thủ đến từ CM202 Engo 14 đã là một trận chiến đầu tiên. Tỷ số hiện tại đã được mở dành cho Amin Gi với kết quả đang là 0-1, à quên mất 1-0, sorry mọi người. Chúng ta hãy cùng đến với game đấu thứ hai. Còn 106 điểm nữa sẽ giúp cho Amin Gi lên được đến danh hai. Cơ hội nào để đối đầu với thanh niên đến từ bao nhiêu nhỏ quên mẹ đéo kịp nhìn rồi. Somi, úi trời ơi, hai quả ngực nó lộ ra như thế này mà không chọn em thì nó phí quá các bạn nhờ. Nhà bên kia Iori nó ngon thật. Hai con võ sĩ này quá ngon đấy các bạn nhờ. À, đã lớn Somi rồi thì không có lý do để mình trừ chối chi thỏa cả đúng không? Một người là ca sĩ, một người là... thằng Chit là ca sĩ đúng không anh nhá? Thằng Chit là ca sĩ, còn Somi là đánh đàn đấy các bạn. Còn thằng Yasuo là... Úi ôi, mẹ mày hai con đàn này mà bỏ con Rugo thì phí quá đúng không? Ô, đang là có những cái dòng máu của Orochi đang hiện hữu ở đây. Chẳng nhẽ tem dòng máu Orochi nó hiện hữu ở đây anh em. Ui, chính xác tem dòng máu của con bố lại không lấy con này. Bịt thế nhỉ. Không, cho nó đả đi. Kèo này mình nghĩ Rugo lo được anh em. Kèo này mình nghĩ Rugo lo được đúng không? Mẹ, những dòng máu Orochi nó đang hiện hữu ở đây. Bên kia full đả. Bên kia chính xác các bạn là gần như là full đả. Mày gần như full đả thì mày chết rồi. Vào tầm ngắm rồi. Gần như full đả là gần như là bạn vào tầm ngắm rồi. Tàu ngầm rồi. Thằng này vào vào đúng nghệ khoa tàu ngầm rồi các bạn. Này vào khoa tàu ngắm rồi anh em ạ. Chán thế nhở. Không có độc chiều đến từ Hào Hát. Giá như ở đó là độc chiều đến từ main chính của Saramon cooldown các kiểu gì đó thì chúng ta sẽ lợi thế hơn rất nhiều anh em nhỉ. Tiếc quá là chúng ta không có cái lệ thời đó như vậy. Chém đi các bạn đúng không? Kèo này chém thoải mái nhỉ. Kèo này chém thoải mái thì chúng ta nhìn thấy Hao Hát đang trong trạng thái có độc chiêu. Không có lý do để không chém giảm độ con Mr. Big này xuống. Nó sẽ đẩy ai lên trên nhỉ? Đẩy ra CO lên. Đang có một tình huống nhử nháy chăng? Không, Iori vào sân rồi. Rất quyết liệt đến từ vị trí của Iori và Mr. Big. Không có độc chiêu đến, không có tuyệt kỹ từ Leona là các bạn nhỉ? Thì khẳng định các bạn là không có tuyệt kỹ từ Leona vì Leona nó vừa nào nhỉ? Leona Leo leo dị kia nó vừa nào nhỉ? Kéo này Mr. Big với cả Leona cho mày đấm nhau. Ôi ôi tiếc thế nhỉ, không có độc chiêu nha bạn. Tiếc thế. Không có độc chiêu đến từ Hao Hát, chúng ta ăn đến 3 cái nộ rồi. Chính xác là 3 cái nộ đến từ Yasuo, Mr. Big cùng với đó là cả Leona nữa. Anh em này mình nghĩ là sẽ không từ bỏ cái lượng sát thương. À, ôi ôi, mẹ quả tê liệt này thì đéo được rồi. Quả tê liệt này thì đéo được rồi. Úi ôi, quả tê liệt này thì không được rồi. Mình tiếc Google quá các bạn ạ, mình sợ nó mang... À, con ăn đéo đấy, mệt nhờ. Mấy con đạn này để Google. Được nhờ này không được. À, Athena vào nhé các bạn nhé, từ từ thôi. Phá bút đi, nghe mục đích của mình mà Athena phá bút VC thì mình chưa có ý định giết nó vội. Mình chưa có ý định giết thằng VC vội đâu, tương sau có ăn đéo các bạn. Tương sau nó có ăn đéo. Mang chít hay ca phẩy mà ngon hơn nhỉ. Chít trước nha các bạn nhé. Chít trước được giết ngày trước này. Ôi giời ơi, lại lao nhầm người rồi. Lại lao nhầm người rồi. Lại lao nhầm người rồi. Nó cứ cay như lệ Yasuo ơi. Để dành cho cái gì nhờ? Để dành mấy con hàng
để dành cho mấy con hàng chất thế mà cùng để dành cho mấy con hàng chất thế mà hỏng việc của anh rồi, để dành cho mấy con hàng nó chất chơi người rơi thế mà chú lại làm hỏng việc của anh nhé. Tính toán mấy con hàng nó chất thế mà đừng nói nó còn võ sĩ chứ. Ôi hỏng rồi, mẹ mình hơi thiếu tanh một tí nhỉ. Giờ này mình có một con tanh ngon để nó đỡ quá nhiều. Hỏng rồi, chết nôn chít thì mong rồi. Hỏng, vẫn hỏng anh em ạ. Còn yêu thì có nộ vẫn bong, đánh như nào thì đánh vẫn bong anh em nhá. Giết mấy con kia còn Terry nó nộ lại cũng bằng nhau, cũng bằng nhau cả rồi nhỉ đúng không? Giết mấy con này Terry nó vào nó cũng nộ không? Đấy, Terry nộ, Yori nộ thì mình chống thế nào được? Mình lấy cái gì ra mình chống kèo đấu này? Tỷ số chính thức là cân bằng là một đều, cân bằng là một đều, thì ra không có hy vọng. Giá như là một con hai con tanh thì một hai con tanh nhở? Em mình nó thuần đam quá, có tanh thì ngon. Nhưng mà thôi, dù sao thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi, chúng ta thua và để đối thủ nó gãy hơi nhiều. Thua để đối thủ nó gãy hơn nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ ba, tỷ số đang là một đều. Game đấu thứ ba đối thủ là từ Sẹt đến từ CM68 Athena, cùng với đó là Fox. Mình sẽ lựa chọn Fox cho tình huống này, cùng với đó là Krauser với khả năng giảm độ cực kỳ tuyệt vời. Lin 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 lin, và cái lin nó lên như cái lin vậy, giống như cái tên của anh vậy. Mây chờ cùng với Ochi à, mây chờ ba khiên Ochi để hồi phục, nhưng mà nó mới chờ rồ rồ phát nó lao húc phát nó chết luôn. Ôi trời, thôi nhá anh em nhá, thôi nhá, thôi thôi thôi, để tôi xem là mẹ thằng thằng Gishi nó cào phát để xem nào. Chúng ta tính toán là sao mà lúc mang hai con vào được nhỉ? Đây các bạn nhá, lại tính toán mẹ làm sao mà lúc mang cả Gishi cả mây chờ vào combo phát xong rồi tính tiếp đúng không? Xong rồi chúng ta tính tiếp. Mẹ tôi bảo mà phục 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 phẳng phẳng phẳng. Nhìn lại nó phê á, tôi thật anh em phê vơ lờ, phê nó vơ lờ luôn anh em ạ. Đấy, thế anh em thấy tôi tính toán hợp lý không? Tôi tính toán lúc mẹ mang cả hai cháu vào nhìn cho nó máu, mẹ hội những người tóc vàng. Anh em thấy được không? Anh em thấy hội những người tóc vàng được không? Tôi tính toán hết rồi, có mục đích của tôi đấy, tôi mới mang hội tóc vàng này vào. Tôi mới mang hội tóc vàng này vào. Giết thằng này đã rồi tính sau. Tôi mới mang cái hội tóc vàng này vào. Cuối cùng chúng ta cũng giết được mạng của Yori rồi. Vâng ạ, rất khô máu, nhanh chóng và cực liệt. Chúng ta đã làm ngay được cái mạng của Yori trong một khoảnh khắc. Làm gì có thằng nào giết được Yori trong một khoảnh khắc giống như tôi. Mời chờ chắc chắn là sẽ bay bầu rồi anh em ạ. Và tích như thế này thì có bố mời chờ cũng không chịu nổi. Bố mời chờ cũng không chịu nổi và nằm một cách rất yên bình và lặng lẽ anh em ạ. Mời chờ nằm một cách rất yên bình và lặng lẽ. Rất lặng lẽ và yên bình đến từ vị trí của mời chờ. Đang tích độ cho Yori rất kinh anh em ạ. Tơn sau em ấy, tơn sau gì nhờ, Chí vào à? Rất yên bình nhá anh em nhá, cú phỗ của Yori nó vẫn còn một lần hồi sinh nhá anh em nhá. Không không không, mình không thể làm gì được. Mình đã giết được nó trong một nhịp là đã giỏi lắm rồi. Gọi là cố gắng nỗ lực mọi thứ lắm rồi anh em. Ui đồ, nó lại cào tiếp à? Bỏ mẹ. Lại cào tiếp anh em ạ. Nó lại cào tiếp rồi. Nói phát này nó lại cào phát nữa nha anh em ạ. Để xem nó có cào phát nữa không. Mẹ ơi, đã
hơn lợi thế, đừng có mang tướng vào nữa nhá. Rồi đánh thế rồi, hợp lý, thanh niên này cũng gọi là sang nó băng nó phẳng đấy anh em. Cao đấy, chém đấy, đánh nó đẹp đi mẹ, đéo đẹp tí nào, đéo đẹp tí nào. Người đâu mà chơi xấu, người đâu mà chơi xấu thế, sao không cào ngứa em, đúng không? Quả đấy thì nó phải đánh đẹp lên, thằng này chơi xấu thật, đúng rồi. Đấy, bây giờ lại phải độc chiêu các kiểu, lấy cái gì ra mà chống được anh em. Đấy, nó mới cào, láo thật. Đấy, tuần trước không cào đi, cào vỡ cả vợt. Ok, chúng ta quit thôi, hết rồi, hết khả năng rồi. Khả năng của chúng ta cũng chỉ dừng lại đến đây mà thôi, dừng lại đi em. Thanh niên này cố tình mang Yori ra để solo. Phải tôi cũng làm như thế. Ý, đừng nói thế. Đừng nói em, cho tâm hồn thanh thản. Đừng nói em ơi, quả đấy có chí mạng đấy nha, quả đấy Yori nó lại cào cho bốc mộ luôn mà không 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 có ba ngọc nên là không không thi triển được kỹ một nha nha, nó thi triển kỹ hai mà thôi. Phát sau động vật chết, lửa vật chết nha, lửa vật chết đấy, chịu làm sao nổi đúng không? Tỷ số là 1-2 dành cho đối thủ. Thật ra các bạn đấu với kèo Yori này, mình nghĩ cơ bản chắc chỉ có Diamond hoặc Maver có cơ hội. Diamond về cơ bản thì như chắc chỉ có mỗi Diamond là có cơ hội, nên còn đấu rất khó để có thể đối đầu được với Yori trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta hãy cùng đến với game đấu thứ ba. Corsair CZ đến từ server 170 sẽ là người đánh trước. Somi một lần nữa thuộc về em Minzy với những cái bàn tay mod nhỉ, bàn tay ui ôi mẹ, kèo siêu nữ này thì ngon quá nhỉ. Mari thôi lấy Momo đi các bạn, kèo siêu nữ này thì đẹp quá. Miku cùng với đó là ấy à, lại định lấy siêu nữ nhưng mà thôi, cầm Nightmare vậy cho chắc anh em ạ. Bên kia là Yori với cả Mai à, bên này Ad với cả Nightmare à. Ôi, kèo này đánh túc tắc thế này cũng thắng rồi các bạn, mà cái thằng này bảo đánh cho nó chắc bài. Mài lắm nộ lắm mẹ, lắm lửa lắm đây nha, bên kia lửa trong lửa anh em, một lửa hai lửa ba cái lửa rất chiến. Vâng ạ, vào cái đã làm cho ba cái lửa luôn anh em, chiến vãi. Vào cái làm ba lửa đấy anh em, chiến không anh em, đi chiến không mẹ, một lửa hai lửa ba lửa, chiến vãi. Có độc chiêu từ Yori dị chăng? Được đấy chú, hơi bị 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 được đấy. Anh focus chú cho một nốt nhạc cho nó nhanh nhá. Anh focus chú cho một nốt nhạc cho nó nhanh nhá. Đúng không? Cái này thì nửa nốt chứ làm gì đến một nốt thôi anh em, đúng không? Cái này thì nửa nốt thôi. Cái này thì làm gì đến một nốt được anh em. Đánh lan làm chết bao thằng. Đánh lan làm chết chết ba không. Ui ôi. Không chết ba lan à. Nó không phải là ba lan, nó chỉ là hai lan rưỡi mà thôi. Ok, game đấu này chúng ta đã giành chiến thắng trước Corsair GG dành cho em Minzy. Số điểm đang được rút ngắn xuống là còn bao nhiêu nhỉ? Hình như là hai đều vậy, tỷ số là hai đều và chúng ta vẫn cách giành hai với 104 điểm nữa. Muốn lên được giành hai này chúng ta phải thắng toàn thắng hai game đấu cuối này. Đó là đối thủ đầu tiên, đó là Kyo đến từ server 30, Klaxama cùng với đó là Iori, à quên mất cùng với đó là Kim đúng không? Trả lý do để từ chối Klax cả Melee và Angle. Angle đấy các bạn, Melee nó là hệ kỹ, à nó vẫn là hệ đả nhờ. Ôi rồi, xẹt và Sandwood mẹ. Ôi hồi ôi, My server, những người chơi hệ lửa đây rồi, mang Iori đến đây. Vâng ạ, à, không mang Iori mà mày mang, ui, Creedit. À, nhưng mà lại không có hệ nhé. À, Creedit nhưng mà rất tiếc là chúng ta lại không có hệ ở đây nha bạn. Ê, nó mới ice cay nhé.
ơi, siêu giảm công với từ mai rồi thì khá cay nha bạn, khá cay sợ bay khi mà team bạn đánh trước ạ. Này thì team bạn đánh trước này, có Cờ Yêu không hút hệ cho ai. Sao mai có khiên lửa nhỉ? À, Cờ Yêu có bút cho mai à? Bên kia ma rí à anh em, bên kia ma sở rí anh em ạ, bên kia ma sở rí với pin sở lý à, người chơi hệ lửa này, mai lửa hơn, người chơi hệ lửa đấy anh em. Ủa các bạn nhìn thấy không? Ủa Cờ Yêu nó hút hết vào trong ngực nó kìa anh em vừa nhìn thấy không? Những cái màu đỏ đỏ giống kiểu máu ấy, nó hút hết vào trong ngực nó nhá anh em vừa để ý không? Anh em để ý không? Kình đấy, bên nó hai tanh, mình thì một đam một CC. Anh em vừa nhìn thấy cái ủi ôi. Mẹ đeo Cờ Yêu yếu đuối thế nhở? Không chịu nổi một nhịp này à? Cờ Yêu yếu thế nhỉ? Không chịu nổi một nhịp kìa. Đánh vào mai rồi. Cờ Yêu không có cover cái yếu hẳn nhỉ, anh em nhìn thấy khiêu khích, anh em nhìn thấy non hẳn luôn. Úi rồi mai này chịu nổi không em, chịu nổi không em, chịu nổi không em, mai này chịu nổi không em ơi, mai này chịu nổi không em ơi, áp lực thế nhở. Thằng gì nhỉ? Billy này các em ạ, trầu thật. Nói thế chứ lửa đốt nó cũng đau đít vãi lọ. Mẹ kèo nó toàn tanh chất đấy, mẹ Marie đánh đau phết anh em. Cứ như chê Marie yếu, yếu đéo rồi. Cái sức sức sủng sủng của nó đau vôn mới được. Ôi anh em, cái xích sủng của nó đau vãi được ấy. Đấy, mất một lần rồi. Ai lại còn hóa được thân thành cơ, hóa thân thành mây trò nữa luôn nữa. Mai còn chịu vô số áp lực kìa. Và Mai còn chịu vô vàn áp lực kìa anh em kìa. Để lên trên này mục đích là để tanh thôi nha anh em nhá. Để lên trên này mục đích chỉ là để tanh thôi. Ôi mẹ nó vẫn còn nhịp, mẹ nó còn nhịp khiên nữa cơ. Nó vẫn còn nhịp khiên nữa cơ. Kinh nhờ. Mẹ con gì nhỏ, mẹ con Marie khỏe thật. Marie khỏe thật anh em ạ. Marie khỏe vãi ra ấy, nó phải khỏe đùa nữa. Con Marie này khỏe vãi ra anh em ạ. Trông thật. Vẫn chưa làm gì được Marie rồi anh em. Ấy các bạn nhìn không, Cờ Yêu nó hút hết vào chim nó ấy, quên mất anh em. Nó hút máu vào chim nó chứ không này. Anh em nhìn nhá, đấy anh em nhìn không, hút 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 hết cả, anh em nhìn không. Thực ra là sorry anh em, cái tình huống hút máu đấy không phải hút máu vào ngực nữa mà chính thức là hút máu vào stream dành cho Cờ Yêu Elite. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu cuối cùng nào, 56 điểm nữa rồi chúng ta sẽ lên danh hai. Đối thủ cuối cùng tỷ số đang là 3-2 rồi, đối thủ cuối cùng sẽ là một đối thủ cuối cùng, đối thủ tiếp theo đó là Kula đến từ server 33 với 1278 điểm. Angle cùng với đó là Mr. Big, mình sẽ lựa chọn Mr. Big, Big Sassy, Saisu với Robert. Robert thì các bạn, năm này năm con hổ mà, vẫn nói với các bạn Cờ Yêu Elite, đúng không? Vừa có Cờ Yêu Elite phiên bản trước, này, có thêm cả Cờ Yêu Elite phiên bản này nữa thì chẳng có lý do để chúng ta từ chối Cờ Yêu Elite cả. Game đấu cuối cùng, hai cụ lại đối đầu với nhau. Lại là hai cụ nhé, cụ bảo rồi. Cụ này chưa lên độ được mấy các bạn nhé. Quýt luôn ạ, One Kalama. Vâng ạ, ăn mừng điệu One Kalama đến từ vị trí của Naimed Gizi. Và chiến thắng cuối cùng dành cho em Minzy trong một game đấu mà chúng ta cực kỳ nhẹ nhàng với 40 điểm. Không kịp lên, đúng không? Vậy là chúng ta thua 1-2 game, thua 2 game và thắng 4 game.
không kịp lên danh Kim Cương 2 dành cho MBG. Nếu như pha đấy lên danh thì nó là tuyệt vời, nhưng mà rất tiếc chúng ta không đạt được cái điều đó. Và clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ cho MBG như series bình luận về Galen Server này nhá. Nhớ xem quảng cáo ủng hộ nhá, đừng có lằng nhằng nhá. Nha nha nha. Bye bye.